vâng xin chào tất cả các bác nhé thì uh, chào mừng uh, tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của em tuấn audio ngày hôm nay thì cũng như mọi lần hôm nay em uh, tuyển được sáu uh, em đẩy ba uh, kênh mang tên uh, mrk 3150 nhà em mới uh, tuyển được ở bên bãi về vâng và sau đây thì em sẽ đi sơ qua giới thiệu cho mọi người để mọi người tìm hiểu về cái dòng sản phẩm đẩy ba kênh này như bên ngoài các bác đã thấy có ba nút vặn rất là dễ dàng điều chỉnh cho uh, loa này và cho con súp nhà mình thì rất là tiện lợi khi mà các bác để cái uh, con đẩy ba kênh này ở trong uh, giá này trong hộp này thì nó nhìn nó sẽ rất là đẹp nha các bác nhá. thì đẹp. đi sâu vào bên trong của con đẩy ba kênh này thì các bác thấy có một tụ uh, nguồn cái bộ nguồn nó rất là chắc chắn này và được cái lợi thế là con đẩy ba kênh này có bộ mạch B mang tên B3 thương hiệu của Đức. Và bên đây là có hai chiếc quạt làm mát cho con đẩy ba kênh, một bên là uh, đẩy của súp, một bên là đẩy của hai loa với công suất 600, 600 và 800. Như các bác đã thấy thì con đẩy này với công suất 600, 600 và 800 thì em sẽ đảm bảo cho các bác uh, sử dụng một uh, cặp loa bát 30 và một con súp bát 40 hoặc 50 vẫn đều ok hết nha các bác nhá. Thì đảm bảo với các bác khi mà con đẩy này cho bộ loa và bộ súp nhà mình thì nghe nó mượt và rất là êm thôi rồi luôn. Thì con này là hàng thanh lý của bãi bên em mới tuyển được về nên là giá cả sẽ rất là ưu đãi và rẻ hơn so với những con đẩy hiện hiện đại và nó mới. Phải rẻ hơn đến tầm 800 đến 1 triệu. Thì uh, em sẽ thông báo giá luôn với cái, tất cả các bác là con đẩy nhà em đang bán hiện nay thì giá là 3 triệu uh, 500 000 Nếu bác nào mà cảm thấy mà thích thú và ấn tượng về cái dòng sản phẩm này thì có thể là inbox trực tiếp qua kênh YouTube của em hoặc là kết bạn Zalo uh, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em thì em sẽ hỗ trợ mọi người về tư vấn này về uh, các cái dòng sản phẩm và tư vấn qua về cái con đẩy này để giúp cho các bác có thể là am hiểu sâu hơn về cái dòng sản phẩm mình đang muốn mua. Vâng và cuối cùng thì em xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh của em để có thể xem được những cái sản phẩm mới và những dòng loa những dòng đẩy và âm thanh tốt hơn mọi người nhá cảm ơn tất cả mọi người